Minh Đường Tử vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn dự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Quý Mùi, tháng kỵ Sửu, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ tân dầu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, dương liệu mộc, ngày quý mùi, tức chi khắc can, có nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, dương liệu mộc, kỵ tuổi, đinh xỉu, tân xỉu, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, quý dầu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành mộc cục xung với xỉu hình xỉu hải tý phá tuất và tuyệt xỉu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc sao nguyệt giải tốt mọi việc sao phổ hộ hay còn gọi là sao hội hộ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao hoàng ân, tốt mọi việc, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có, sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao lục bất thành, xấu đối với xây dựng, sao thần cách, kỵ về tế tự, sao huyền vũ, kỵ về an táng. Và đặc biệt, ngày 23 tháng 12 năm canh tí này, ngày này là ngày Nguyệt Kỳ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này đang bị ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tý mùi tương hại cho nên với bạn mệnh tuổi tý đang cảm thấy buồn phiền vì chuyện gia đình dường như thái độ của cha mẹ dành cho bạn đã thay đổi khá chi là nhiều so với trước đây với bạn tuổi tý cha mẹ không còn thấu hiểu mình như trước thậm chí còn làm những chuyện mà bạn không thể nào hiểu nổi, tình cảm cứ thế mà xa cách dần. Nhưng dù cha mẹ có thế nào đi chăng nữa, thì bạn cũng hãy bỏ qua lỗi lầm, ghi nhớ công ơn, thông cảm cho sự đau khổ, cảm kích, sự hy sinh của cha mẹ mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tý, lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, dẫn đường chỉ lối cho bạn cho nên với bạn tử tí đang có được báo hiệu gặp nhiều may mắn trong công việc và chuyện tiền bạc. Với những kế hoạch đầu tư của bạn trước đây đã dần khẳng định bạn đang đi đúng đường, đúng hướng, khoản lợi nhuận thu về ban đầu tuy là không lớn như mong đợi của bạn, nhưng hí he hứa hẹn sẽ rất nhiều điều tốt đẹp trong tương lai cho bạn vài từ vi tuổi giáp tý thuộc kim nên dành thời gian quan tâm đến cha mẹ của mình đừng có để cho tình thân vị phai nhạt từ vi tuổi bính tý thuộc thủy đầu tư đúng hướng đúng đường công danh tài lộc được thăng tín ầm ầm từ vi tuổi mậu tý thuộc họ bình tĩnh chờ đợi thời cơ đừng có nên chủ quan nóng vội kéo lại họng việc tử vi tuổi canh tí thuộc thổ gặp nhiều may mắn công việc chủ có khó khăn cũng sẽ vượt qua được tử vi tuổi nhâm tí thuộc mộc tình duyên vượng sắc đối với những bạn đang còn độc thân sẽ tìm thấy đối tượng phù hợp về đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này đang có điểm báo bạn phải trải qua một ngày gặp khá nhiều trở ngại trong công việc của mình do ảnh hưởng của cục diện ngộ hành xỉu mùi tương xung gây ra khiến cho tinh thần của bạn bị sa sút nghiêm trọng với bạn tuổi sửu bạn mệnh không được lòng đồng nghiệp đó cũng là nguyên nhân gây ra những bất đồng trong công việc khiến cho tín độ công việc của bạn chẳng được như kế hoạch đã định. Bạn không biết phải làm như thế nào để công việc của mình được trôi trải như ý muốn. Bù lại, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này lại đang có được dấu hiệu khởi sắc. Bạn có được sự chủ động hơn trong tình yêu, dụng cảm thể hiện tình cảm của mình và bày tỏa cảm xúc với người ấy, tạo nên những giây phút ngọt ngào bên người ấy về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim con đường công danh không được hanh thông thuận lợi như ý dẫn đến tinh thần của bạn muộn phiền tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy dễ mất lòng đồng nghiệp khó nhận được sự trợ giúp khi gặp khó khăn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa chuyện gì cũng có cách giải quyết nên hãy bình tĩnh và tự tin vào bản thân mình. Từ vi tuổi Tân xỉu, thuộc thổ, đôi lứa hòa hợp có những phút giây mật ngoặt trăng sao bên nhau, Từ vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, nỗ lực hết mình bạn sẽ được cấp trên tin tưởng và trọng dụng. Về đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Mão tuổi Hợi Từ vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Dần cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dần trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy ngày hôm nay là một ngày rất may mắn với bạn tuổi dần, mang theo khá nhiều cơ hội cho bạn trong công việc. Đây chính là bước đệm để cho bạn mệnh tuổi dần giành được những thành quả cho mình, mở đường cho bản thân, thăng quan tiến chức, gặt hái được những thành công mới trong sự nghiệp của mình hơn nữa. Và với bạn tuổi dần, bạn sẽ được giao thêm những trọng trách mới, có thể điều đó sẽ gây thêm cho bạn chút áp lực đòi hỏi bạn phải vừa linh hoạt trong cách xử lý vừa phải kiên định với mục tiêu để không lầm đường lạc bước bạn cần phải bình tĩnh và cố gắng rồi bạn sẽ làm được mọi chuyện Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi dần Xét về ngũ hành tương xung tương khác Thì vận trình tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay Lại không được tốt đẹp cho lắm Bạn mệnh chưa thực sự quan tâm Để mối quan hệ được phát triển bền vững hơn Nếu như bạn thực sự muốn có được một mối quan hệ lâu dài Đừng có để cho nó tự sinh và tự diệt như vậy Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy May mắn đồng hành Chỉ cần bạn biết nắm mắt tương lai sẽ rực rỡ là điều có thể mong đợi. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa thiếu đi sự thấu hiểu và hòa hợp, vô hình đẩy khoảng cách giữa hai người đi xa nhau. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ khó khăn sẽ bị đánh bại bởi sự nỗ lực và cố gắng của bản thân bạn mỗi ngày. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc mâu thuẫn bùng nổ, vợ chồng dễ tranh cãi, cho nên tự biết kìm chế cảm xúc tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim tiền bạc không phải là nỗi lo bởi những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phụ trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hội mão mùi phù trợ cho nên với bạn tuổi mão đang có được một ngày rất chi là hạnh phúc tình cảm gia đình được nồng nàn thám thiết gắn bó chẳng thể nào chia cách tạo thành động lực để mỗi khi đi đâu bạn luôn muốn hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng để được trở về nhà tuy nhiên với bạn tuổi mão trong ngày này lại đang có điểm báo sự nghiệp của bạn gặp nhiều khó khăn trở ngại khi bạn gặp thiên quan chiếu mệnh ngáng trở bàn có nhiều thứ quá mới mẻ và với bạn tuổi mão cần phải giải quyết trong khi vốn kiến thức của bạn lại có hạn khiến cho bạn khó lòng đảm bảo được mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch mà mình đã định và bạn tuổi mão bạn nên dành nhiều thời gian để học hỏi kể cả về kiến thức cũng như là kinh nghiệm cho dù khó khăn đến thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần phải giữ cho mình dũng khí để tín lên. Sợ hãi, chẳng dám làm gì thì bạn sẽ chẳng giành được bất cứ thành quả nào cả. Vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy, tình cảm gia đình gắn bó thân thiết tạo động lực để cho bạn cố gắng trong công việc từ vi tuổi đinh mão thuộc họ có được quý nhân phù trợ dễ dàng hóa giải được những khó khăn trở ngại từ vi tuổi kỵ mão thuộc thổ nên dành thêm thời gian để học hỏi kể cả về kiến thức và kinh nghiệm từ vi tuổi tân mão thuộc mộc lòng tin vô cùng là quan trọng sẽ giúp cho bạn vượt qua được nguy nan hướng tới thành công. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim, hãy quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn. Đừng vì người này người kia góp ý mà do dự, đánh mất đi sự quyết đoán vốn có của mình. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao. Tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 3, số 6, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mại Cho nên với bạn tuổi thìn cần phải cẩn trọng trong mọi công việc bởi bạn mạnh rất dễ vướng vào những mâu thuẫn, thị phi trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, vấn đề về tài chính cũng đang có dấu hiệu bị sa sút rõ rệt. Với bà tuổi thìn, bạn nên học cách tiết chế cảm xúc của mình cũng như chi tiêu tiết kiệm hơn nữa. Những khoản tiền mà bạn kiếm được ngoài chuyện tiết kiệm thì hãy chú ý tới việc đầu tư trở lại để có thêm nguồn thu khác cũng như là có cơ hội mở rộng lĩnh vực quy mô kinh doanh của mình hơn nữa. Ngày này, xét về mối quan hệ ngũ hành tương xung tương khắc thì trong ngày hôm nay với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này ảnh hưởng khá xấu tới sức khỏe của bạn. Và với bạn tuổi Thìn, có thể thấy tỷ vị của mình hơi khó chịu, ăn uống không được ngon miệng, hệ tiêu hóa bị kiếm, bạn cần phải đi khám bác sĩ nếu như cảm thấy khó chịu và mệt mỏi quá sức. Riêng sức khỏe là thứ chúng ta không thể nào quay thường và chậm trễ được. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa quan trọng sức khỏe nên thăm khám định kỳ để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời nếu có. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc nếu không muốn bị nhắc nhở, chê trách. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc chi tiêu tiết kiệm tránh đầu tư những khoản không thực sự cần thiết, từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, công danh không được như ý, dễ bị tiểu nhân ngáng trở, từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, họa thị phi tới gần, nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, 3 sao, tài lộc, 3 sao, sức khỏe, 3 sao, tình cảm, 4 sao, và con số may mắn, số 1, số 8 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất tuổi giàu, tuổi thân. Từ phi tuổi Tỵ, thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Tỵ ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có tỵ mùi tương hội cho thấy với bà tuổi tỵ đang vô cùng là thoải mái về mặt tinh thần bởi bạn đang có được gia đình hòa thuận và rất hạnh phúc đó là động lực để cho bà tuổi tỵ cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống trong công việc để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu nhất của mình với bà tuổi tỵ, bạn như được tiếp thêm sức mạnh khi ở cạnh những người thân yêu của mình và sẵn sàng làm mọi thứ để giữ cho hạnh phúc đứa được bền vững mãi mãi. Bởi bạn hiểu rằng sau lưng mình là bến bờ hạnh phúc là những vòng tay yêu thương luôn đuốn bạn trở về mỗi khi bạn mệt mỏi hay là chán nản. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bà tuổi tỵ, ngày này công việc của bạn lại không được suôn sẻ cho lắm khi có quá nhiều áp lực khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và với bạn tuổi tỵ cũng đừng quá lo lắng đừng thất vọng và oán trách khi gặp phải trở ngại thái độ tích cực sẽ giúp cho bạn vượt qua được điều đó một cách dễ dàng hơn. về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa gia đình hạnh phúc là động lực giúp cho bạn phấn đấu hết mình vì những người thân yêu. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, công việc không đi đúng lộ trình, áp lực khiến cho tinh thần của bạn mệt mỏi. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc, sự nghiệp mà quên đi sự quan tâm tới những người yêu thương. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, thái độ tích cực sẽ giúp cho bạn vượt qua được mọi khó khăn một cách dễ dàng hơn. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nên học cách cân bằng, đừng có lúc nào cũng tạo ra sự bận rộn, chẳng còn thời gian cho riêng mình nữa. Về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi sửu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn cho nên với bạn tuổi ngọ bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặt hái được khá nhiều thành công trong công việc bạn là người có ý chí và mục tiêu rõ ràng, luôn biết mình muốn gì, làm gì và luôn cố gắng hết sức để giành được điều đó. Lòng kiên nhẫn và thời gian giúp cho bạn tự ngọ luôn làm được nhiều hơn mong đợi. Thời gian cho bạn thêm kinh nghiệm, còn lòng kiên nhẫn lại giúp cho bạn có thêm được nhiều cơ hội để chờ đón những thứ tốt đẹp đến với mình. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tự ngọ, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày mùi ngọa nhị hợp làm cho vận trình tình cảm của bạn tử ngọ đang vô cùng là tốt đẹp vợ chồng tình cảm ngày càng gắn bó thắm thiết hơn cuộc sống chung khiến cho cả hai có thêm nhiều cơ hội để hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim có những chuyện không thể vội vàng, hãy tĩnh tâm và lắng động suy nghĩ, bạn sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, bạn lĩnh quyết đoán đem đến cho bạn có được nhiều sự thành công trong công việc tử vi tuổi mậu ngọ thuộc họ biết phát huy sở trường của bản thân vượng tin tạo dựng thành công tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ thời gian và lòng kiên nhẫn giúp cho bạn gặt hái được nhiều thành công hơn mong đợi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc muốn tình yêu vững bền cần phải có lòng tin với nhau về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc Cát Tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Mão tuổi Dần Từ vi tuổi Mùi thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang có điểm báo vướng phải một mớ bỏng bong trong công việc khi bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh hết sai lầm lần này đến sai lầm lần khác bạn thực sự hoang mang và rối loạn vì không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến như vậy với bạn tuổi mùi bạn vẫn cố gắng như những lúc bình thường khác nhưng giờ dường như Vận xui đang đeo bám bạn không buông. Bạn đừng quá căng thẳng, bởi có thành công thì phải có thất bại, có đúng đắn thì phải có sai lầm. Qua lần này, chắc chắn bạn sẽ học được rất nhiều điều, từ đó thu hoạch được những thành công mới cho mình nữa. Xét về ngũ hành tương xung tương khắc thì trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp ngày có thổ khí vượng, ảnh hưởng rất lớn tới vấn đề tiêu hóa của bạn. Bạn tuổi mùi, bạn cần phải chú ý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu có ăn ngoài thì cũng nên chọn hàng uy tín, đừng có ham vui mà ăn uống không kiểm soát được bản thân. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc kim, muốn vượt qua rắc rối và thành công sẽ đến với bạn, bạn nên bình tĩnh và tự tin vào bản thân mình. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, ai cũng có những lúc mắc phải sai lầm, bạn đừng có căng thẳng hay là chán nản, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, sự nghiệp đạt được nhiều bước tiến triển nên tận dụng cơ hội để được thăng tiến nhanh hơn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, chú ý đến ăn uống để đảm bảo sức khỏe tốt cho mình khi trong ngày đang có thổ khí vượng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc có sai, hãy biết nhận lỗi và sửa đổi, giấu giếm chỉ khiến cho bạn thấy khó chịu hơn mà thôi. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với ba tuổi thân á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh đây là điểm báo cho thấy với bà tuổi thân dễ gặp phải một số phiền phức trong công việc với bà tuổi thân, bạn chưa thể vượt qua được chính bản thân mình, bạn sợ vấp ngã và cứ mãi luận cuộn trong vòng an toàn của chính mình lập ra mà thôi. Tuy nhiên, có thất bại bạn mới có được cơ hội đặt chân lên đỉnh quang vinh, có sai lầm bạn mới có suy nghĩ cẩn thận để có những quyết định và hành động sáng suốt hơn. Trong công việc có khó thì mới có thử thách, vượt qua thử thách bạn sẽ thấy chẳng có gì là đáng sợ khi chúng ta luôn giữ trong mình ngọn lửa quyết tâm. Và trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn tuổi thân đang có được sự khởi sắc rõ rệt. Bạn yêu hết mình với bạn. Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn cả với bản thân mình nữa. Tuy nhiên, bạn đừng quá hy sinh bản thân mình, mà hãy biết nắm, biết buông khi cần thiết, tạo cho mình sự bí ẩn và sức hút khó cưỡng đến không ngờ. Vài từ vi tuổi giáp than thuộc thủy có thể sẽ phải đối mặt với một số rắc rối, phiền phức trong công việc nên tập trung và bình tĩnh để giải quyết. tử vi tuổi bính than thuộc hỏa hãy để trái tim lên tiếng khi con tim cùng chung nhịp đập, mọi rào cản sẽ được xóa bỏ với bạn tử vi tuổi mạo than thuộc thổ có nhiều vấn đề không thể vội vàng người khôn ngoan là người biết chờ đợi thời cơ và chớp cơ hội đúng lúc tử vi tuổi canh than thuộc mộc chấp nhận thử thách và rèn luyện được bản lĩnh cũng như là tạo cơ hội để bước lên đến thành công tử vi tuổi nhâm than thuộc kim vượng về nhân duyên dễ gặp được đối tượng phù hợp như ý về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu, thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày của Thực Thần chiếu mệnh, cho thấy với bạn tuổi Dậu đang đau đầu suy nghĩ để tìm ra cách nâng đỡ cho vận trình công việc và tài lộc của mình đang bị sa sút đến không ngờ khi mà tiền bạc trong túi cứ lần lượt kéo nhau ra đi mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho bạn tuổi dậu chẳng kịp trở tay để tìm ra đối sách có thể giảm bớt thiệt hại cho mình chỉ đành ngậm ngùi nhìn tiền đi mà không trở lại mà thôi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại đang rất tốt đẹp. Bạn và người ấy đang có được một khoảng thời gian hạnh phúc khi tình yêu mới chớm nở, tình yêu từ những ngày đầu còn e ấp, bỡ ngỡ, theo thời gian càng ngày càng nồng đượm. Bông hoa tình yêu cũng tỏa hương rực rỡ, bạn và người ấy có tính cách khá khá chi là khác biệt nhau nhưng đủ yêu thương để hòa hợp và muốn được ở bên nhau nữa rồi. Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn vị thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào mà kỳ diệu như ngọn lửa tình yêu. Cả hai có thể hy sinh nhiều thứ cho người mình yêu thương, lấy tình yêu làm động lực để tạo dựng cho nhau một tương lai tốt đẹp với tổ ấm gia đình vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy chi tiêu hoang phí tiền bạc đội nón ra đi tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa công việc gặp trở ngại khó hoàn thành được nhiệm vụ ờ, trong thời gian quy định tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ nếu như đã yêu và hiểu thì đừng có chần chừ nhanh tay hành động thôi tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc trân trọng những gì mà mình đang có, đừng để cho mất đi mới thấy nối tiếc. Tử vi tuổi quý giàu, thuộc kim, kiểm soát chi tiêu, nâng cao tài chính cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho nên với bạn tuổi Tuất đang phải chịu những tổn thương nặng nề trong chuyện tình cảm. Có thể từ góc nhìn của người ngoài, mọi chuyện quá là đổi đơn giản. Nhưng phải khi mình thực sự trải qua điều đó, bạn mới thấy mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức nào. Sự mất mát có thể khiến cho bạn tuổi tuất cảm thấy buồn bã, trống rỗng. Nhưng bạn hãy học cách suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan để sự đau khổ không đóng lại ở trong tim và tâm hồn mình dưới đáy u sầu những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy những khoảng trống trong tim bạn. Với bạn tự tốt, bạn hãy mỉm cười để đối diện với mọi khó khăn trong cuộc sống. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tự tốt, đó, lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Tử vi cho thấy với bạn đang có điểm báo, công việc của bạn cũng không được suôn sẻ. đồng thời bạn mệnh có thể gặp họa mất tiền hao của trong ngày hôm nay do đang có sự chủ quan và dù đi gần hay là đi xa thì bạn tuổi tuất cũng nên giữ chặt túi tiền của mình một cách cẩn thận, đừng có lơ là chủ quan mà lại tiền mất tật mang. Vai tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, tiền bạc không được như ý nên cẩn trọng trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, đừng tự cho mình là đúng, chân thành lắng nghe sự góp ý của mọi người giúp cho bạn có thể tiến bộ lên từng ngày. Tử từ vi tuổi Mậu tuất thuộc mộc, suy nghĩ tích cực là con để sự đau khổ không động lại trong trái tim và trong tâm hồn của bạn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc Kim không nên chủ quan kéo lệ gặp họa mất tiền hao của. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc Thủy dành cho nhau những khoảng không gian tự do riêng và điều cần thiết trong tình yêu. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi phù trợ cái điều này mang đến cho bà tuổi Hợi có được một ngày vô cùng là hạnh phúc và bà tuổi Hợi đang có được một cuộc hôn nhân viên mãn hạnh phúc có người bạn đời biết lắng nghe và thấu hiểu cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định. Có thể sẽ có những lúc mâu thuẫn, bất đồng, đó là điều khó có thể tránh khỏi. Và dù thế nào đi nữa, hai bạn cũng nên biết nhìn vào điểm tốt của nhau, biết giữ gìn hạnh phúc gia đình, biết đâu sẽ là điểm quan trọng mà mình mãi mãi phải giữ lấy bên mình. Trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi hợi sẽ thể hiện được tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc. Bạn cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao dù gặp khó khăn trắc trở đến thế nào đi chăng nữa vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ có được quý nhân giúp đỡ rất nhiều công việc được hanh thông thuận lợi tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ hôn nhân hạnh phúc viên mãn có người lắng nghe và thấu hiểu tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc sức khỏe là vốn quý của quân người đừng có tham công tiếc việc mà lơ là bản thân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim nên biết nhìn vào điểm tốt của nhau, cùng vun vén và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy có được tinh thần trách nhiệm đem đến cho bạn có được một ngày làm việc hiệu quả và sung sướng. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.